Trung chào các em. Thì anh đang đứng tại một nhà của bạn thực tập sinh tại Fembo tại Đan Mạch. Thì anh sẽ quay cái nhà của bạn để cho các em xem để hình dung được là nhà đó như thế nào và có những cái gì ha. Thì xung quanh đây là những cái trang trại mà người ta nuôi heo. Nhưng mà trước đây cái nhà của thực tập sinh mình, nhà ở đây. Đó. Và đây là Trí, một thực tập sinh tại Đan Mạch. Chị giới thiệu về bản thân mình đi. Chào tất cả mọi người, mình là Trí, mình đang là trình của chương trình Araba Internship. Mình qua đây đã được hơn một năm rồi. Thì hiện tại mình đang làm một farm heo. Đây là mời các bạn đến xem nhé. Ok, rồi mời Trí giới thiệu từng phòng nha. Đầu tiên có cái gì nào? Đầu tiên trước khi bước vào chúng ta sẽ có một cái phòng rất thoải mái. Là chúng ta là cái phòng tắm và nhà vệ sinh. Có ai tắm không? Này, đây là phòng tắm và nhà vệ sinh. Và có một anh đang rửa giày. Anh mới đang dặm phân bò xong giờ phải rửa. Lát rửa cho anh với. Ok, rồi mời chị tiếp tục. Còn đây là phòng thay đồ và tiểu. Các bạn khi đi làm về. Trà, cốc xe rồi mình lâm. Đây là một chiếc xe máy. Ok, dừng rồi. Ok, rồi tiếp theo mời Trí. Ngoài đây là vườn rau. Vườn rau. Vườn rau đã được hết hạn. Sử dụng. Vườn rau này của ai trồng đây em? Của nhà em trồng. Của nhà em trồng luôn hả? Ok. Nhà em khai hoang chứ. Khai hoang đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ đi vô. Đây là có máy gì đây Trí? Máy hai máy gì đây? Máy này máy giặt, máy này máy sấy. Và máy sấy. Cách dùng có dễ không em? Đơn giản thôi anh, bấm cái là giặt được rồi. Ok. Chỉ cần có điện là giặt thôi. Rồi. Tiếp theo, một Trí đi tiếp theo. Ở đây là khu nhà bếp. Nó khu nơi nấu ăn và tủ lạnh trong nhà. Tủ lạnh ở trong đó hả? Vâng. Ok, sang tủ lạnh cho nào. Có rất nhiều đồ ăn. Mở ra xem thử coi có cái gì không? Việt Nam mình ăn uống sao, có đậm bạc không? Trời đất ơi. Còn chỗ chứa nước ngọt này, cá khô, sữa, trứng, bia. Bánh bía nữa, bia. Kem. Kem nữa, nước da ua. Dạ. Cam. Đủ hết. Đủ quá trời luôn. Thiếu gì hết. Sinh viên mình không thể nào ốm được. Còn ở dưới đây là đồ đông. Đồ đông lạnh. Có là gà. Ức gà, kem. Với lại rau củ đông lạnh. Rau củ đông lạnh dạ. Đầy đủ đúng không? Thường là tụi em đi chợ là bao lâu đi một lần? Dạ, nào hết đi thôi anh. Tại vì cũng gần siêu thị á. Đi. Okay. Còn như đồ châu Á thì thường là 2 tuần tụi em đi lần. Chào các bạn, đây là Linh đến từ Đắk Lắk. Linh đang làm món gì đó? Linh đang nấu lại canh với lại nấu chè. Ăn chè hả? Đây chè đậu xanh. Và canh măng. Là mật rim. Chào quá trời món ăn. Đây. Mời các anh. Đây. Đã chưa? Thế được xin mình đâu có nghèo đâu. Đây. Mời anh lên bàn. Anh không thiếu thôi. Okay. Mời anh lên bàn. Trang trại lên làm trang trại bò nên được chủ thưởng cho một con bò. Xin nè. Xin chào. Mời Trí giới thiệu có món gì Trí? Đây có gà nướng. Gà nướng. Gà gà nộp. Gà nộp lộn gà. Nem nướng. Nem nướng. Rau sống. Rau sống và cơm. Nước mắm nữa ha. Nước mắm là món không thể thiếu cho chúng ta đúng không? Rồi mời Trí giới thiệu các phòng tiếp theo. Phòng tiếp theo là phòng ngủ. Phòng ngủ, ok, phòng ngủ có sofa luôn hả? Quý có thể, Trí có thể vào trong được không? Wow, đây là phòng của Trí luôn hả? Đúng rồi, đây là phòng cũng như là nghỉ ngơi. Wow, sofa với lại là giường đệm mà Trí xếp dính vô nhau luôn. Vâng. Có cái gì nè? Có cái quạt mini nữa là quạt của Trí mua hay là của chủ có sẵn? Cái này là quạt mua. Đây là máy gì Trí? Máy... thông gió. Thông gió hả? Là như máy khử mùi hả ta? Khử mùi thông gió. Wow.
phòng này thì cái trần này anh có thể chưa đụng gần, còn một đốt cái tay nó sẽ đụng tới trần ha. Đó, ok, tí ra chơi đàn nữa hả. Này quá, đây tủ rương. Tủ rương, đây có một cái tivi riêng. Wow, để hát karaoke. Dạ, tí Trí có đi chơi nên mua những quà lưu niệm ở Ý đúng không? Đúng rồi. Đó, tháp Roma nè rồi, tháp nghiêng Pisa nè. Ok. Rồi, Trí mời Trí review vào phòng tiếp theo. Còn phòng nào nữa? Đây là phòng có người ở. À. Hiện tại đã người chung một phòng. Có người ở nhưng mà chung phòng một phòng. Couple. Phòng à, phòng couple, phải quay couple. Không, phòng couple bên này. Đó, phòng couple đâu. À, xong thấy giường. Couple này không cần giường. Couple này cần ghế ngồi sao? Ồ quá đẹp ha. Cái góc make up rất là đẹp. À có kính đeo nữa. Dạ. Kính đẹp quá, lát cho anh cái nha. Đây là phi tiêu. Không tiêu à, mất tiêu rồi, phóng ra cửa sổ rồi. Quay cái sổ lên trên tường nha thưa nha. Đây là phòng của bạn. À đây là phòng, wow. Phòng quá đẹp, quá đẹp. Quá đã. Xuất sắc chưa? Xuất sắc, một góc trang điểm rất đẹp, rất xinh. Và vừa trang điểm vừa nhìn bò. Nhìn những cái con bên ngoài kia. À, quá đẹp luôn. Những câu slogan hận đường hận đàn ông. Ủa không phải. Hay là bóng đèn đúng không? Đấy, quần áo treo. Đây là cái chỗ ngủ của Thảo. Đó, rất đẹp. Cái mền này Thảo mua luôn hả? Dạ em mua ở shop second hand á. Ồ hay quá, sao đẹp quá. Nó cũng quá, rẻ à, có khoảng ba mấy ngàn tiền Việt à. Nhìn khá là chill. Đây là một ông gì đó. Disneyland hả? À, đây là sen đá của Thảo. Chúng ta qua đây ở rất lâu cho nên là mọi người đều trang trí cái góc nhà cửa mình cho đẹp. Một sen đá nè. Đây là lưỡi hổ hả? Dạ lưỡi hổ à. Ừ. Có mấy ông Phật không nghe, không thấy, được nói thôi. Mất hai ông rồi. Hai ông đó bên phòng kia. Anh có thể qua bên kia review. À bên kia là các bạn cứ nói nhiều nên bỏ qua đó đúng không? Yeah. Ok, tiếp tục. Ta tiếp tục cùng Trí đi qua. Chọn phòng chưa? Chọn đúng không? Đây là phòng couple. Couple. À đây là phòng couple. Cái kia là couple đứng, cái này couple nằm. Cái này là đủ couple luôn. Đủ couple luôn hả? Salon. Wow, anh thấy phòng nào cũng có một cái ghế các bạn rất là đẹp đúng không? Đó. Thì ở bên đang cái tủ này couple đó đã mua với giá là bao nhiêu Linh? Cái tủ đó mới này 15 đồng đúng không? 25 đô được cái tủ này như vậy luôn. Dạ. Đã vậy. Cái tủ. Tủ này Việt Nam cũng phải 1-2 triệu á. 25 đô là khoảng 150 ngàn Việt Nam. Chưa bằng bữa nhậu nữa. Wow, có ghế luôn. Bữa nào couple mệt thì ngồi ghế. Đúng không? Một kè. Quần áo đầy đủ. Đó, tủ. Một bức tranh treo tường. Wow, một góc này khá là chill. Có thể thấy là phái nam tiếp đãi phái nữ rất tốt. Có thể thấy là phái nam tiếp đãi phái nữ rất tốt. Anh em chẳng có gì phần một. Còn phòng nào nữa không Trí? Còn review cái gì nữa không? À rùi vào, rùi bắt đầu bay vào rồi, chúng ta đóng cửa lại thôi. Đóng cửa lại với con rùi nó bay vào. À, ok. Ừ, mày kiếm vô. Rồi dắt vô. Thà rùi vậy. Mày lấy đi. Em đâu anh? Ok, rồi. Tí trước khi kết thúc video thì khi mà Trí sang đây thì cứ tưởng tượng là cái nhà ở của mình sẽ giống như thế này không? Trước khi sang đây thì cũng tìm hiểu qua về ngôi nhà sống ở bên châu Âu thì bên này nó ngôi nhà người ta sống không cao tầng như bên mình thì nó sống thấp tại vì khu không khí bên này nó lạnh nên là người ta làm thấp để có lò sưởi nên là ngôi nhà đây rất là thiết kế kiểu ấm áp theo kiểu theo gia đình ấy nên là mọi người sống ở đây chung ngôi nhà mỗi nhà các phòng với nhau là rất gần
nên là cũng như giống như gia đình bình thường như mình vậy thôi. Sa hê yo. Ok rồi, để kết thúc video thì Trí có lời nào nhắn nhủ cho các bạn sắp sang không? Thì các bạn sang đây thì cứ sống thoải mái, cứ làm việc bình thường thôi, thì cứ giống như mình ở Việt Nam, mình đi làm công việc như kiểu công nhân hay bình thường, thì các bạn cứ qua đây mà tận hưởng cuộc sống châu Âu như nào thì các bạn sẽ biết. Thì cứ qua đây thì các bạn sẽ là người dân bên này rất thân thiện với mình. Mình đi đâu mình cần gì mình hỏi, người ta sẽ giúp đỡ mình. Ngôi nhà hay công việc ở đây thì họ cũng sẽ giúp đỡ mình. Như sau thời gian mình làm lâu thì mình sẽ thân thuộc công việc hơn. Rồi thì anh cảm ơn Trí rất là nhiều ha. Thì chúc Trí thời gian còn lại ở Đan Mạch thật là hạnh phúc, thật là vui và học hỏi được nhiều kinh nghiệm cũng như là có một cái nguồn tài chính tốt khi về nước. Cảm ơn Trí nhiều. Rồi các bạn nha.